Vì Giê-hô-va, chính Đức Chúa Giê-xu, đứng chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh, và bài ca của con Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài. Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đang được tôn cao. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ. Hãy cho cả thế giới biết rõ điều này. Hỡi cư dân Sion, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô vì đấng danh ngự giữa ngươi là vĩ đại, là đấng thánh của Israel. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation, and you will say in your day, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Proclaim that his name is exalted. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel.